Thời gian gần đây, các điểm du lịch của Bạc Liêu được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của tỉnh, ngày càng được nhiều du khách biết đến. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, sáng hôm nay, mùng 1 Tết Giáp Thìn, tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Bạc Liêu thu hút khá đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng lãm. Các điểm du lịch tập trung du khách tham quan ở thành phố Bạc Liêu vào sáng nay như khu quán âm Phật Đài, quảng trường Hùng Vương, khu du lịch Nhà Mát, khu nhà công tử Bạc Liêu. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, lượng khách đến tỉnh Bạc Liêu ngày càng tăng mạnh. Một phần là do tỉnh đã khai thác tốt các tiềm năng và thế mạnh trên lĩnh vực du lịch mà tỉnh đang có. Tại 11 điểm du lịch đã được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó nổi bật là lĩnh vực du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, ẩm thực sinh thái ven biển, tham quan cánh đồng địa gió. Đây cũng là những thế mạnh mà tỉnh đã và đang tiếp tục khai thác. Phấn đấu năm 2025, tỉnh sẽ thu hút khoảng 7 triệu lượt khách và trở thành một trong những địa phương thu hút đông lượng khách du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long.